mới chạy 30.000 km, xe sang Nhật Infiniti QX70 được bán lại với giá rẻ ngang Mercedes GLC 200. Giống với nhiều mẫu xe ít sử dụng, chiếc Infiniti trong bài viết được người bán tiết lộ chưa hạ bánh sơ cua trong suốt 4 năm. So với Lexus GX350 hay BMW X6, Infiniti QX70 dù đẹp lạ và bắt mắt, nhưng doanh số bán hàng không khả quan tại Việt Nam. Vì thế, số lượng xe mua đi bán lại trên thị trường ô tô cũ là rất hiếm. Chiếc Infiniti QX70 Model 2015 xuất hiện trong bài viết dưới đây, được đăng ký lần đầu năm 2016. Khá bất ngờ khi sau 4 năm sử dụng, xe mới lăn bánh khoảng 30.000 km và chưa từng hạ bánh sơ cua. Trái ngược với những đối thủ cạnh tranh, thường hướng tới thiết kế sắc cạnh và cứng cáp, Infiniti QX70 lại lựa chọn sử dụng những đường cong bo tròn làm điểm nhấn. Phần đầu xe nổi bật với thiết kế lưới tản nhiệt viền mạ chrome riêng biệt. Hệ thống chiếu sáng bi xenon phía trước và đèn hậu dạng LED vẫn còn trong sau 4 năm. Infiniti QX70 2015 được trang bị bánh mâm loại 6 chấu đơn kích thước 21 inch. Infiniti QX70 2015 gắn động cơ V6, dung tích 3.7 lít, sản sinh công suất tối đa 325 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 360 Nm từ tua máy 5.200 vòng trên phút. Sức mạnh trên kết hợp với hộp số tự động 7 cấp, giúp xe tăng tốc không đến 100 km/h chỉ trong 6,8 giây, vận tốc tối đa 240 km/h. Sự xuống cấp nhẹ của hàng ghế da và vô lăng là điều dễ nhận biết. Infiniti QX70 được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, tích hợp sưởi ấm, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình cảm ứng kích thước 8 inch. Hệ thống âm thanh 11 loa, tới từ thương hiệu Bose, chiếc Infiniti QX70 2015 đang được chào bán với mức giá 1,78 tỷ đồng, rẻ hơn 31 triệu đồng, so với mẫu Mercedes-Benz GLC 200 đời mới. Với quãng đường 30.000 km, chiếc Infiniti QX70 sẽ là lựa chọn khác biệt, về cả thẩm mỹ lẫn trải nghiệm, đem lại cho người dùng một làn gió mới so với những dòng xe sang cùng tầm giá.